Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Hai trận đấu của đại sư Triệu Âm Thâm và số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng. Mà bạn xem trận đầu tiên, Triệu Âm Thâm cầm đỏ đi tiên, Trịnh Duy Đồng cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Trên đây, vô phương chống đỡ, Trịnh Di Động đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai, chị Âm Hâm cầm đỏ liên tiên, Trịnh Di Động cầm đen thủ hậu, mời bạn thưởng thức.
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。将军。将军。
将军。将军。Trên đây thì Trịnh Duy Tòng buông cờ nhận thua, nếu đánh tiếp sẽ như sau. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.